Tới đây rồi mọi người gặp mặt được rồi nên cô Phật không có đành lễ. Ngoài đường không nên đành lễ, ngoài đường như thế là tốt đẹp rồi. Dạ như vậy. Giờ tới đây rồi mọi người cứ về công việc của mình. Dạ. Rồi xuống. Dạ. Anh chị đẹp rồi. Rồi. Vâng, hello, chào tất cả mọi người nha. Và đây là toàn cảnh khu vực mà thầy sẽ đi khất thực. Đây mọi người, thầy đi khất thực ở trong này. Đó. Và đây là toàn cảnh khu vực mà mọi người dân đứng ở hai bên đường. Thì em cũng sẽ cho mọi người thấy được hình ảnh mọi người là đang đón chờ thầy Minh Tuệ như thế nào. Bởi vì là sáng ngày hôm nay thì ai cũng mong muốn là sẽ được gặp thầy, ai cũng mong muốn là sẽ được thấy thầy. Và người dân cũng đã tập trung ở đây từ rất sớm, có những người thì đã 3-4 ngày rồi. Đó, và hôm nay thì cũng vẫn muốn rằng là có thể là sẽ được nhìn thấy thầy để cho mọi người xem. Đó, ở đây mọi người thấy rằng là bà con cũng đứng đây từ rất sớm mà mong muốn là ai cũng mong muốn là sẽ được hữu duyên nhìn thấy thầy Minh Tuệ. Mọi người thấy người dân đâu không? Đó, đây là con đường ra này. Đó, bên này thì cũng có lực lượng an ninh đảm bảo, thế là người dân vẫn có ý thức. Đó. Thấy được hình ảnh của hai bên đường thì tất cả người dân đều trông đợi là có thể nhìn thấy hình ảnh thầy Minh Tuệ. Giờ nếu mà thầy ra thì công an tới đây đứng, người dân làm sao mà dám qua, đúng không? Dạ đúng rồi. Dân không dám qua đâu. Đã công an đứng đây rồi thì mình ra làm gì nữa? Chỉ đứng đây mình nhìn thầy được rồi. Thầy ở ngoài đời vậy thôi. Biết để gặp thầy thôi chứ còn thầy ngoài đời ngoài vậy thôi. Mọi người thấy hôm nay cũng rất là đông mọi người nhé, rất là đông. Mọi người thì ai cũng mong muốn là sẽ được nhìn thấy thầy Minh Tuệ nên là đến đây từ rất sớm, có những người từ 3-4 giờ đã đến đây rồi. Và có những người thì 4-5 ngày ở đây rồi chưa gặp thầy. Từ hôm mà thầy từ Gia Lai về đây ấy, thì người dân thì đã đổ dồn về Nha Trang là mong muốn là có thể được nhìn thấy. Đó, có chị này này, ngày nào cũng ngồi đây, ngày nào cũng ngồi đây mà chưa gặp thầy. Đó. Ở bên trong này mọi người đang kín hết, người dân đều là mong muốn có thể là nhìn thấy thầy nhưng mà sáng nay đã chưa ai gặp được. Đó, bà con ngồi trong này nữa này mọi người này. Đây là con đường mà thầy nếu mà bước ra đi khất thực thì sẽ đi ra con đường này mọi người này. Nhưng bây giờ cũng chưa thấy ai cả, không biết là thầy sẽ đi hướng nào. Còn ra đây đâu có mấy nhà dân đâu. Ở trong đây có nhiều nhà không chú nhỉ? Đường dưới giờ cũng nhiều. À, vậy là có thể nếu mà thầy đi đường dưới kìa chứ? Đến buổi giờ nghe nó khắp đâu có đây có lòng còn đi dưới đường dưới kìa. à. Bè đó bữa qua mà dân địa phương ở đây mà bạn vô nhà bạn bè bà chú ở 2 ngày sau đó bạn mới được gặp. Nhưng mà có người quen mới vô. Bạn này dân địa phương ở đây á. Vô chỗ phòng trọ gì đó mà bà chú bà nghe bà nói sao vô được, giờ ai cho vô. Bây giờ có, giờ người ta kiểm tra nhân khẩu đàng hoàng đó. Bây giờ nói có người quen nhưng mà cái người quen nó phải ra bảo lãnh. Chứ đâu phải cô nói là được. Không được. Đúng rồi. Giờ nghe nói người ta kiểm tra hộ khẩu rồi kiểm tra một hộ khẩu là bao nhiêu nhân khẩu nữa. Đâu phải mình nói gì là được đâu à. Đúng mình làm ở đây là quá chặt chẽ luôn, quá tốt luôn. Là 3 ngày hôm nay là không có lộ lọt một hình ảnh nào của thầy ra ngoài. Nhiều khi em nghĩ thầy cũng ở đây lâu quá chứ không phải đơn giản đâu. Nếu mà an toàn thì chắc thầy ở lâu. Xe chở hàng tới. Theo mình nghĩ là vậy. Nào không biết. Nếu mà cái nơi nào an toàn thì thầy ở lâu thôi. Từ ngày mà cái thầy xuất hiện lên YouTube mà nổi tiếng thì ở đây là an ninh tốt thôi chứ còn đâu, đúng không? Từ bắt đầu từ ở ngoài kia đi vào đây là ở đây an ninh tốt thôi chứ đâu nữa. Nên mình đi rất là chặt chẽ luôn. Làm quá tốt. Anh cá nó lần đầu gặp. Dạ chưa? Em gặp cô vui trên màn hình thôi. Gặp màn hình để biết trong thấy. Bữa tính là có dự định lên Gia Lai ấy chứ. À, anh cũng hôm nay cũng đi xe chứ. Tính đi lên đó, chọn tính là con dự định đi lên đó để mà có gặp hay không gặp thì miễn sao lên nó được rồi. Rút cuộc cái nói 2-3 lần cái tự nhiên cái là không đi, tự nhiên là thầy xuống đây là tự nhiên là mình thấy nó có duyên rồi đó. Gần nhà mình nữa. Tuy chưa được gặp nhưng mà gần nhà được rồi. Đó, gần nhà tới địa phương mình là tốt rồi. Dạ. Mình dễ tới vậy luôn. Anh đến đây đợi để mong được gặp sư. Thì đã đến đây là ai cũng mong gặp chứ còn đến đây đứng nó làm gì mất thời gian. Mới mấy lần rồi. Mấy tới đây 3 lần rồi. Mà vẫn chưa được. Bữa tới 3 rưỡi 4 giờ ngồi ở đây không đâu được. Bữa là nó cho vô tới kia nè. Vô cái cổng trong đó, nó cái gió đường cua đúng không? Đi thẳng vô nó có cái cổng nữa. Qua cái hãng bia miền Trung nó có cái cổng nữa. Nhưng mà đâu cho gặp. Rồi từ hôm bữa đó là bắt đầu là mới canh ngoài đây á. Đầu tiên còn ở chân núi mà đến tận chân núi mà có chốt ở chân núi đấy. Đó thì chốt đây nè. Đó. Đây đứng nhìn thấy nè. Bữa đầu tiên là chốt ở trong chỗ hãng bia đi vô nè. Qua cái khỏi nhà mấy bia là chốt đó. Ở chốt đó xong mà mấy bữa hay bữa trong nó đi về đây chốt ở đây. Sau là qua đây luôn. Cái phòng nó chốt ở trong đó nữa. Là chốt ở đây luôn. Xong mới chốt dưới cái đường dưới kia. Dạ. Thế ra là cái khi mà mình coi là vô YouTube là thấy thầy Đảnh Lễ đi cái đường này lần đầu tiên nè. Là bắt đầu là qua ngày mai mình lên là thầy không có đi đường này nữa mà nó phải chọn đường dưới. Có một anh đang chia sẻ nhau với cái gì thầy ở Gia Lai mình còn muốn lên Đảnh Lễ mà cũng khi mà về tới Nha Trang này mình không tới được. Dạ, anh lên Nha Trang luôn hả? Thì mình ở đây mà nhà mình tới đây 2 cây số chứ. Dạ. Thầy về đây. Người dân ở đây cũng còn chưa gặp mọi người ạ. Mình chưa có duyên gặp nhưng mà đã có duyên tới đây là thấy may mắn rồi. Mình đã dân ở đây mà biết không bữa là tính lên Gia Lai rồi đó. Xong tính đi khoảng 1-2 ngày trước rồi xong qua bữa sau tự nhiên cái nghe thầy xuống đây. Nay thầy cũng không chưa đến có thật rồi không? Ở bên đây thì người dân vẫn đang đợi chứ chưa ai gặp được hết. Đó, mọi người thấy không? Bà con đây đứng rất là đông. Đi gần cái. Thấy bà chạy nhanh thật. Tin thầy ra cái là chạy âm ầm.